Mọi người ấn like và subscribe kênh của mình nha. Đâu rồi nha? Ừ. Đi mẹ sờ chim hai kênh luôn. Đó nó sợ. Tiếp trừ 5 bùi. Ồ chết rồi, bị disconnect rồi. Đợi xíu. Cái chữ chửi nhau này nó to lên một tí. Sao chữ chữ này nó to lên kiểu gì ta? Ít mẹ hẳn là hát luôn. Hát là chữ hát đúng không? Chứ không phải là hờ hát hát chắc hát đúng không? Ít mẹ mày là hentai đấy hiểu không? Follow me, follow me. Mời mời mời. Ừ. Mày vội vàng thế. Thế mày muốn khoảng bao nhiêu? Đi con mẹ tao đéo có tiền. Vô vô vô. Mày có tin là mẹ tao mua một đống mì tôm ở đây mẹ chỉ để luyện PUBG không? Tao ăn sáng đây. Chúc chúng mày vui vẻ. Luyện PUBG với máy cùi. Ừ, máy cùi mà ra còn stream được hai like một lúc. Mày tin không? Nó ở nhà mà, anh làm ở nhà mà. Vừa hãy ăn sáng hoặc ăn tối. Còn giữa giữa hãy ăn được. Mày đã xem like của anh có mượt không? Mày à. Bị đen hình rồi. Sao đen nhỉ?
Được chưa? Vào rồi. Được chưa? Đi con mẹ. Nhảy gọi à? Chấm đâu ấy? Đi mẹ. Mẹ bảo nhảy chứ. Đang chỉnh cái stream. Hello. Good evening tất cả mọi người nhé. Đi mẹ. Ô đi mẹ. Ôi giời ơi, đi con mẹ mình chịu mình rồi, bay qua mẹ luôn. Mình thấy mình ngu vậy đấy. Đi. Bộ quần áo spa này bắt đầu mình thấy hãm rồi đấy. Chết chưa? Chết địt mẹ. Đấm luôn, nó đéo thèm bắn, nó bấm địt con. Nó xúc phạm mày quá. Mày tin là chuột với phím của anh đều đến mức mà anh không thể nào mà lút đồ theo kiểu mẹ mày ấn tab đây nào. Chờ đi mẹ. Để anh sang đấy đây. Sang chiến với bọn nó đây. Đi mẹ, đợi tao tí coi. Sáng bắn nhau luôn, mẹ đéo nói nhiều. Trong nhà này có người, đi con mẹ. Hình như đang để vịt kia, đi con mẹ kiếp. Thảo nào. Ui địt mẹ mù mắt mình rồi. Không, lúc đấy đang chỉnh. Đang chỉnh V, đang căn lại V. Rõ ràng chỉnh nó để auto à. Ừ. Đâu chơi 1-2 giờ thôi. Hello. Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. 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 Hello, hello. Say with me. Hello. Hey, say with me. In me China. In me China. Hello. Hello. Fucking Vietnam me. Vietnam me bút cu.
Vietnami Butku. Thì mẹ ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, nhảy thì gọi, khổ vãi lồn. Thì mẹ mồm như mày có để làm gì? Đang ăn sáng mày. Lương khô ngon vãi lồn. Em vào đâu ê? Trên nhà này trên nóc có súng không nhỉ? Địt mẹ có hai thằng rồi, tao thấy hai thằng rồi. Mấy con lợn này. Chạy cái lô nào, đi mẹ mày đứng lại. Come on baby. Come on, come on, come on. Đi con mẹ. Nhảy xuống luôn, nhận được súng. Để xem mình đấm thằng này còn bao nhiêu máu. Đi mẹ đấm trúng có một phát. Bao? Hai phát. Tại mình không có mũ. Ui, ui nó còn chấm máu này. Ui nó còn chấm máu. Đi con mẹ. Thằng kia nó bảo để mắm nhỏ kìa. Ném táo ra đây, đi con mẹ. Đi mẹ ra đây. Bước chân đường xa đó, có bước chân trở về. Đi mẹ 15 quả táo ném rồi, hết đúng 45 giây. Rồi tao nhìn màn hình ở đây chấm ở đâu. Xuống. Ít con mẹ. Nhảy dù này đi mẹ, mẹ FPS tụt vãi lồn luôn. Ôi cái đi sao lại rơi đây? No 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 no.
quẳng mẹ. Tập nhảy dù các bạn ạ. Mày chưa ngủ à? Mình có nên ra đóng cái cửa không nhỉ? Thì bây giờ vào nhỉ? Bây giờ vào có gì đâu. Thì ngủ đi, thì mẹ từ tối qua mày chưa ngủ à? Thế thì mẹ thế mà đéo chơi, mẹ qua rủ chơi không phải tốt đâu. Địt mẹ, lúc nãy thằng kia mình chỉ cần chạm nhẹ phát là nó chết rồi. Còn mẹ đi chứ. Tại quả cuối nó có mũ đâm ra nó mới. Thật gì ấy? Thằng nào sợ chó? Thằng nào sợ chó đấy? Thằng nào sợ chó đấy? Địt mẹ. Thằng lô nào nó sợ chó đấy? Đi tại tao cu dài 20 mét nhá. Nhầm, 20 cm. Đóc là chỗ đéo nào đấy? Nó có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về. Hello, hello baby. Địt mẹ đeo có súng rồi. Help me. Địt mẹ tao cần súng. Rồi. Mày chết ở chỗ nào đấy để tao lấy súng. Đứng đó để bắn á.
Tao đéo sợ. Nó đâu ấy? Con mẹ. Thì đang bóp nhỏ đấy thầy, đi con mẹ. Thế rồi, đã kết nối rồi. Mày cũng bị à? Mày thứ hai rồi cơ mà. Mày dùng mạng gì ấy? FPT à? Ôi địt con mày, FPT là hay bị lắm. Đừng để bố mày đăng ký 3G, bố mới chơi. Đéo tốn mấy đâu mà. Hôm nọ anh chơi này còn không hay dùng hết 1GB. Dùng hết có mấy chục mê. Vẫn bắn được, bắn tốt. Ping rất thấp. Ơ, cái đít. Như lồn này. Anh sẽ để cho cái cây của anh mẹ nó chạy một tuần liên tục xem là gì nó có chịu nổi nhiệt không. Nhớ vào được địt mẹ ra LOL chơi URF đi. Nào đánh đánh không? Mày ra ngoài mày vào trang Garena chấm like xem có được không? Nếu như không được thì là địt mẹ lỗi mạng rồi. Vào chưa? Vào được đây. Thằng nào donate cho tao thử cái xem là địt mẹ.
Thấy chưa đấy? Mẹ hỏi nhảy chưa đấy? Nhà nào đây? Cu cu. Nhưng mà anh thề luôn, từ lúc anh mua bộ này đến giờ nha, là anh nhảy chưa bao giờ bị kiểu lag FPS đâu nhá. Kiểu vào nhảy vào chỗ đông quá nó bị lag ấy. Chỉ hơi tí tí. Chỉ hơi một tí thôi. Của anh chỉ bị hơi một tí thôi. Anh mua máy cũ mà. Bình thường mà máy quá nét nha thì mẹ nó giật cho túc đít. Mà máy anh còn dởm hơn máy quá nét. Có súng không? Nếu có súng là nào? Ném theo khẩu coi. Không, đi ra đây rồi. Đây rồi. VZ đâu ấy? VZ ở đâu? À, VZ nè. Tao đã thấy khẩu VZ đéo đâu. Thôi tao ăn AK đi, mẹ đéo nói nhiều nữa. Thôi, bỏ đi. Cái lồng bàn gì thế? Mẹ, màn này nhìn chán đời quá. Đợi xíu lấy cái mũ. Đã bảo đợi xíu nó lấy cái mũ rồi. Đi mẹ này. Bên này. Thôi. Nó bốc hơi nó rồi. Mày lớp 8 rồi, không còn bé bỏng đâu nữa. Con mẹ. Có chiều. Anh vào chưa? Anh Nam Bùi kìa. Nam Bùi chinh mê chinh. Nam Bùi chinh mê chinh. Đang bị đơ ở đây. Tôi đây. Nam Bùi chinh mê chinh. Nam Bùi chinh mê chinh. Ui gì mày, cái mic này nó bắt dã man luôn. Mày có thể thôi réo réo tê tao rồi. Đi mẹ, tiếng thở nhẹ thôi cái mic này nó cũng bắt được vậy phần lồn.
Đi mày. Nghe được không anh? Nam Bui Trịnh Bảy Trinh sẵn sàng cho anh. Nam Bui Trịnh Bảy Trinh đang vào đợi tí. Nghe được tiếng thở không anh? Blue Hole. Nghe được tiếng anh thở không? Cháu thấy, cháu nghe thấy gì? Connecting đã kết nối, đã vào địt mẹ sẵn sàng. Nghe tí anh thở không anh? Tại là đó anh thở cũng nghe được, thở anh đéo nghe là sao? Lồn Mr. Bean có cái nhà 371 tỷ. Đấy lồn. Ai? Mr. Bean. Mọc rùi Bean á hả? MR là mọc rùi á. Mọc rùi Bean. Mr. Bean em. Thì mẹ quả nhà 371 tỷ đồng. Ủa Mr. Nhà Bean tính ra tiền của nó rẻ không ấy mà mày cứ mày thắc mắc. Trên thế giới này đâu có nghề nào là nghề sóc lọ ra tiền nhỉ? Có thì mẹ nghề bán tinh trùng. Để đâu ấy? Bẩn mẹ đó. Yêu chuyên phong chuyên chẳng ổn định. Yêu khí tấn. Clear. Một thằng địt mẹ tao chiếm cái nhà ở góc trên này trước. Hay quá cái nhà, quá trời đồ. Muốn hai bên này nè, chứ muốn hai qua đây đấy nè. Nhà chấm. Đù, AK. Ai bóng màu 16 không? Mày nhặt đạn, để đạn cho anh. Để súng đấy, để súng đấy, ta đang chưa có súng. Để cả súng và đạn đấy. Anh để cho anh 30 viên thôi nha.
Ok. 40 đi. Rồi anh kia cho 50. Ủa có ai không vậy? Nãy có ai không? Có người. Có một thằng, hai thằng gì đấy. Tầng 1 hay tầng 2 này? Không ngủ, không ngủ. Kinh. Này, tốt bụng không... thế nó lại còn này, mẹ nhuộm luôn cho mình ấy. Ai cần ai bắn mini không? Anh. Mini bên này à, đạn xanh bên này 140 viên nè, ai qua lấy đi. Ai qua sớm có sớm nha, trên này à. Đi, mẹ qua tao qua đến nơi rồi. Trên lầu. Chưa đã tránh kia nó, chưa đã tránh hunter. Rượu sữa rồi. Chưa tránh hunter tầm 30-40 viên, 50 viên vậy. Tí nữa đưa sau. À, chỉ có mũ hai không? Bây giờ cũng có mũ hai luôn. Có rồi. Có ba lô hai kim đấy. Hay lắm. Mày nhặt được món gì ngon vậy? Có ba lồng hai. Anh ăn xuống này em cho anh cái này anh này. Anh Hunter nè. Wow, trong nhà này nhiều đồ ha. Đéo có cái gì dùng được luôn. Mẹ thật là vãi lọ. Đấy có ba lồng hai thôi. Ba lồng một chơi gì. Đợi xíu tao kiếm cho. Đừng nói nhiều nữa. Ba lồng hai đây. Ngon. Ăn cái đó đâu. Để anh. Đâu rồi? Dạ em chấm. Tầng 2 à? Bắn nhau rồi kìa. Ở chơi đó. À thấy nè. Gần nó hắn to nè anh to. Bắn cái lồn mẹ mày. Bóng là 16, nhà nào đó. Ôi nhầm. Lồn. Chảo. Cái địt cần mà em trong 16 rồi. Công nó địt còn bà mày. Từ ra trước mặt của người.
Tuấn như nhà nào vậy? Đây đây, nhà xanh này, nhà anh, nhà anh đứng đây. Đây đây đây, nó ở dưới đất, nó giữa hai cái nhà. Ngoài em ngon lắm. Em bơm máu rồi đó. Đừng đứng đó anh, coi chừng chết anh. Cảm anh kè nó thôi. Ra chưa? Lên. Ngoài à. Ê, chúc mừng anh, chúc mừng, chúc mừng. Mẹ mù mắt mình rồi. Hay quá. Còn sao lợn nó này. Cái gạt mà nó gạt còn đéo xong. Một thằng ngu này. Ngu. Tịt mẹ tao đang bắn chuột đều với phím đều mày. Thông cảm đấy. Ngu. Nam cứu em. Cứu, what the fuck. Ok, tao cứu à. Thằng kia nó đi mẹ nó tham đi lút đồ. Vãi cực cứt. Anh vào làm bùi vào việc ấy. Cứ thật mẹ đồ ngon. Thằng đế. Hay lắm được cái mũ. Được cấp 4. Được thơm. Cấp 3 kìa anh. Đi mẹ thằng nào có máu to cho xin cái coi. Quấn này lâu quá. Mẹ nhà nghèo thì chỉ thế thôi anh ạ. Rồi hỏi có giáp không, có nào có giáp không? Ở đây nhiều đạn 7 lắm, đạn 7 đạn 5 này. Có giáp á, giáp á, giáp á. Ra đây đạn 7 đạn 5 này. Mày hỏi giáp mà đạn 7 đạn 5 cái tiếng. Đâu coi mày. Bắn nát cái mày giáp mày thằng chó rồi. Lút tiếp đi, đã lút hết rồi. Nhà này đút rồi. À có giáp 1 nè. Nó có nước không? Có. Xin bình. Cái nào các bạn đổi rộng rồi. Đi mày. Từ ngày dùng cái chuột này, mấy cái phím này bây giờ thì toàn phải mẹ tập dùng phím tắt đi con mẹ. Không là nước, 9 là băng, 8 là phớt, 7 là mét. Còn 3 nữa. Không tắt được. Bắt cái thằng này quá. Nó gạt em Nam mà nó gạt còn xong. Nó không, nó bắn DB nên là nó giật. Nó DB bắn. Giật chết bắn. Mẹ DB bắn đéo giật gì nào. Thì thằng ngu nó bắn không biết kéo mình chuột thế là chả đi mẹ mày không giật. À chả giật. Đi mẹ mày cứ giữ thế mà bắn làm sao mà bắn được. Bắn như lăm bùi vậy. Chẳng qua lúc đây quả đấy anh không xác định được hướng của nó đâu. Anh kia bảo bờ tường nhưng mà anh đéo biết bờ tường nào đi mẹ. Nó gạt còn công xong. Anh không biết bờ tường nào rồi. Bị loạn. Như đây chưa lút hết mà. Mới lại chuột này anh vuốt nó bị ấy. Không chuẩn. Ủa lút hết chưa vậy? Vậy đang thính nghe này. Thính qua đây này, thả ngay trên đầu mình này. Nhìn này, thấy không? Thả! Thả đây. Chưa thả, đi mẹ, lâu vãi. Từ ra nút nó cái nhà này xem có cái gì hấp dẫn không. Thế thì đi mẹ. Đi bộ đi anh. Nó cũng thỉnh cho đi mẹ xa thế. Ai chả, 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 chả anh ấy. Xa vãi luôn này mà. Tham mùi lời xe lên sau nhá. Đi cân mẹ thằng mắt dậy này. Địt mẹ đâu có cục phớt nào là thiết lồn nào nhỉ. Cái
em chú hả? Mày mày mẫu vậy? Anh có mấy cái phát vậy? Ê, anh đít đi anh, ủ phát anh. Anh có bao nhiêu cục phát vậy? Anh dẫu biết anh có bao nhiêu. Đeo ở... Cư kiếm đâu ra xe bây giờ nhỉ? Ngồi người em ơi. Ít mẹ AUG kìa. Rồi bye bye, đi con mẹ. Mấy thằng lồn. Ít mẹ nó đéo có quả nết nào chứ. Ít mẹ AUG xinh. Như cứt. Rồi chậm thôi nhá. Lắp bay đi. Mọi người chạy cái gì nè. Ơ sao quá nó trẻ, em bấm kim rồi gài đạn chia ta. Mẹ, đáng là sao bắn nó luôn chứ. Ở đây em bắn nó luôn chứ, em tiện quên gài đạn. Tưởng có một thằng này gài đạn. Ai giờ hai con thằng cho nên gài đạn sớm, tụ nó giết nó. Bắn 10 giờ nghỉ vậy. Mẹ. Không. 11 giờ. À, 一个也是批发价，没有中间商赚差价， 功能全面，稳定端放， 让你轻松吃鸡， 开心吃鸡， 加QQ群， 10370 0800 Upapa. Đi con mẹ. À. Ơ sao cửa chế độ này lại không có kính nhỉ? Có vô game mới có. Chưa vô game mà chưa có. Ờ thì em biết rồi. Chưa kính nó cũng là một phần đấy. Cái này là tĩnh à. Trung Quốc có nhiều vãi lồn. Phụ trợ miễn phí xong, đứng nhỉ. Hảo, phụ trợ. À, Q. Giang Lĩnh. Lĩnh Ngoài Bắc. Dĩ cơ dĩ. Giả. Mấy. Giá sáng chuẩn trá giả. Quyền tình cứ. Rừng. Dung chứ chứ. Giá. Lĩnh. Giang. Chi. Nhảy mẹ xuống container đi. Đứng. Phụ trợ. Bay. Đi mẹ nhảy đâu đây? Yêu hay không yêu, hay yêu nói một lời thôi. Em có yêu nói đi ngoài gì? Nếu em có yêu nói đi ngoài gì? Vừa nhìn trên máy bay vắng vãi luôn. Celia. Nhảy đâu đây? Nhà chấm. Thì mày sao vào cái nhà bé tí mày? Trời chả có ai có cả. Yêu nói đi ngại gì. Địt mẹ có thằng nào ra đây không? Bố mày tự thiêu luôn. Ghê vậy. Chết chung. Còn ô vãi lồn. Tưởng thằng Luân ở đây thì mẹ clear cơ. Địt con mẹ. Tiếp thì tin được. Vào nhặt được khẩu shotgun luôn.
Mày còn ở đấy mà nghịch cung tên mày. Ôi trời này giàu ấy, đi con mẹ. 8, 4, tùm lum. Lồn luôn chết rồi à? Thôi lên lobby đi, đi con mẹ. Từ từ đi, bắn hết, đừng hết rồi. Bắn DB không sướng à, bỏ cung tên ra. Nên nhặt lại khẩu DB đi, cầy cho nó sướng. Rồi, bắn khẩu này. Khỏe mày. Nó đâu rồi? Nó vẫn ở đấy, chắc là vẫn ở đấy thôi. Đi, bạn thấy à? Quỳnh đi phải silent luôn. Mày cứt. Đi cùng lát vậy. Chơi map nhỏ đi, lủng thính cho nó sướng. Map nhỏ cũng nhanh chết bỏ mẹ. Chán quá thì vậy mày đéo hưng bắn. Đi về cả nát game. Map nhỏ đây. May hôm nọ mình mua cái RAM 4GB không chết. Nếu anh có nhớ vậy thì... Còn mấy giây nữa, còn mấy giây nữa vậy? 29 giây. Trời ơi. À kịp ơi. Thoải mái vào mà. Nhảy cuối đường bay nữa. Kịp ơi. Đường bay, cuối đường bay là Sam Mao mà, thoải mái. Sammy. Sammy nhầm. Đi mẹ nhìn từ xa không thấy mày. Màn hình tao cùi mày. Rồi lơ. Màn hình mẹ còn không được full HD. Nói cho mày biết thế. Rồi. Anh gì. Hát tẩn, hát tẩn đi. Này hát tẩn đi. Chưa nha, lên máy bay rồi. Mày đang là định nhảy đâu ấy? Chưa vô game. Chưa vô game à? Thế thôi, nhảy Sammy. Quá ngủ, ngủ ngon. Vô luôn. Nhảy kìa. Nó không có yêu nói lại gì. Một, hai thằng. Hai thằng mà còn để nó gạt nó chắc chịu luôn. Anh nghĩ chắc chắc chắn là nó gạt được mình. Anh đeo bằng nữa. Đúng rồi, nhảy đúng chỗ súng, đi con mẹ chết mẹ cho mày rồi. Nó ra chuông rồi. Tí nữa anh bắn nhầm mày. Ra chuông. Đâu rồi? Công không? Không công à? Thì mẹ tí nữa mình tự lao ra chứ. Còn mẹ. Nó đâu rồi, nó đâu. Cũng chết à? Đâu vậy anh? Nó đâu rồi? Trước mặt này.
thấy nào đâu. Mẫu nước quá trời. Và kiếm cái giáp để chơi nó sao. Con lợn nó chuông này, đi con mẹ mày. Nóc. Nóc thằng đâu ấy? Nó thằng ngay chuông. Đi mẹ, để tao, để tao ra gạt giò nó. Gạt giò chưa? Đồng nói chạy qua, đồng nói chạy qua nè. Clear rồi, vãi nồi. Dư silent nè, có ai lấy silent không? Có động. Dư mấy cái mày? Không cái. Em cho anh kia hết hết rồi. Dư cấp 4. Năm cục hết. Ba lô bạc thơm. Hello. 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 Fuck you. Được. Mời mời em đi anh. Mời 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 đi luôn. I'm fighting. Please wait. Nhận đấy. Cái làm gì thế? Chưa có phụ kiện gì vậy này. Cái này không? Ấy có ai cần giảm giật của AR không? Như cái giảm giật AR nè. Phết ơi phết. Sao? Anh nghe nói là mẹ chúng nó tranh nhau mẹ xếp hàng ở cửa để mua đi chạy em ạ. Cứ mua đi, không sao đâu. Anh đang mẹ lười sợ đông quá. Ờ, có cây WBZ không? Có cây WBZ. Bây giờ không mua là hết đấy, hết vé đấy. Vé gì ấy? Bảo người xếp hộ cho 20 thì mẹ 30 xếp. Vé gì ấy? Mà mua cho anh à, anh chỉ mua được một vé thôi đấy. Không mua được mấy vé đâu. Ok, cứ mua đi, giá bao nhiêu thì bóp đen. Mày mua giá 1 triệu à, đi cân mạnh. Triệu. Anh có băng này, anh nghe nói mày mua giá 1 triệu. Anh mày có tôi đánh giá mày. Mày định đợt mua giá set này 1 triệu à? Đợt trước cái set đấy nó ở Hàn Quốc thì nó triệu mấy. Đi đặt cọc người ta rồi, nhưng mà người ta trả lại rồi. Người ta bây giờ bảo bị kia phá giá quá. Nên nó đặt nó trả lại luôn. Anh có tôi đạn cả chưa? Yeah. Thằng nào có lấy giáp ba không ra đây mình nhặt à? Đang. Ai cần tay cầm nha, có tay cầm kêu cái. Tay cầm nào cũng được. Tay cầm đứng càng tốt. Để cho anh binh nhá. Cho anh chấm, cho anh binh. À, ai thấy quả QBU nữa không? Thính có cái gì vậy? M219. Anh bắn không? Anh đang bắn. Đi thằng đổi to đi. Địt mẹ đổi AK. Năm mùi mà lấy silent đâu mày. Ê, nãy súng của anh có phụ kiện không? Súng anh không. Đây, tay cầm dọc đây, ra đây lấy. Ra cho anh này, nhanh lên. Anh đang chỉnh súng đi. Cài lấy tầng 2. Cầm bay không? Cài lấy cầm bay rồi. Có.
mang đây, mang đây. Nhanh đi. Đang bùi rồi. Tầng 2, tầng 2. Như cái cấp 4 mà. À, vừa đang cấp 4 đây. Xong nó tiện cái quy bị chết nghe tiếng nó hết, hết sướng rồi ta. Bởi nghe tiếng đã mà ta. Xe kìa. Cậu quy biêu nghe giảm thanh mà thích. À thích thịt. Bắt sao nghe X4 đây. Nó mới update lại rồi, đâm ra nó thế. Nghe tiếng nó hết đã. Bởi nghe đã nghe tiếng. Đã anh nó, Đây. Này. Không lấy tay cầm dọc à? Máy mày tay cầm ngon. Thì mày bắn mày hết nghe tiếng đã. Bữa nghe bắn nghe tiếng sướng thiệt. Xịt nó nghe đúng đã. Rồi tao lấy tới đạn xanh anh. Úi giời, đi mẹ đạn xanh tao nhiều lắm rồi. 330 viên rồi mày, đi tí nữa tao cho 100 viên nữa. Đủ rồi, 300 viên à. Có rô già nó sướng hả? Rô già nó chăm thành. Không nhờ được cổ nến rồi nhỉ? Giờ có cái rô già sướng. Ai có nước không? Cái lồn gì vậy? Ai có nước này? Em không có bình nước nào. Cứ đi. Nó có một bình thôi. Khu này xem loot chưa? Chưa loot. Vào đây bắn nhau luôn à? Anh đang hôn tới cái nước anh. Quýt dịt mẹ. M24 ấy. M24 ấy ốp ấy nhở? Ác mũ bà. Ôi địt tuần mẹ. Địt mẹ tình nhau. Đây là địt mẹ thôi, giá rửa bắn kinh. Chứ mà đánh luôn này. 25 này. Nó không có chỗ lấp này, nó ngó hẳn ra luôn này. Kêu kêu. Địt mẹ thằng bắn kinh ấy. Xe bằng cái đầu. Chạy vào đây cứu em cái. Lui ra gốc cây. Mẹ đằng sau có à. Mẹ em đâu. Không vậy. Mà bị kẹp luôn. Mẹ. Ba thằng đúng ba hướng. Xe ở đâu. Cái gì. Thì mẹ giao xe cho thằng Luân lái là mẹ là một tội ác. Không mời anh kia. Không mời à? Ôi, cực ác luôn rồi. Có hoa đầu tư đấy. Hoa điều. Xe 13 triệu. Áo khuyên đi, mời anh kia luôn đi. Đang mà cho đi hẳn xe máy luôn. Giờ mới lớp 10. Tôi thuộc vào đâu? Bảo vào Trung Mỹ học cho người học kỳ một chuyển về đây. Bảo Trung Mỹ tao bỏ mắt dậy. Ủa, bọn trường Mỹ mất dạy lắm. Năm sĩ năm, full set. Mời ấy. Ờ, thôi chết game đi từ, em mới nhặt được cái áo hút đi, từ. Đừng. Nhảy luôn đi, em mới nhặt được áo hút đi từ đi. Đi, mà, ow. No. Áo hút đi của em. Đi, ow. Bụt cái cứt.
hút anh ạ. Ờ quên cái mời kia rồi. Ờ không nhảy à. Mẹ đã bảo là đang crash game, có tiếp tục không thì biết được. Tiếp tục à? Cứ tiếp tục lên xuống thử hết. Phết. Sao? Quên không mời này rồi. Ra mà lại. Đây để clear xong cho. Clear xong. Gì vậy? Của clear được cái liền. Anh Đức hai anh em tiếp. Về đấy, hết chưa? Còn một thằng em ơi. Ôi, còn mấy thằng không phải một thằng. Ôi sao, mẹ à, từ một tem nhảy đây. Thằng mấy thằng kia vậy, thằng đéo là thấy mặc áo hút đi. Rồi, lắp bay đi, còn gì nữa? Hút đi gì? Hút đi đen à? Hút đi đen. Mẹ vừa nhảy xong là lại bị ừ nhặt xong cái áo. Cậu mà thêm ha. Ơi phê đây. Sao? Mày quần áo BGI ở đâu ấy? Hôm nhập tên đây. Nhập tên chia sẻ á. À anh mặc áo chơi mượn áo hút đi nha. Nhập tên chia sẻ á. Cái nhập tên trên group ấy. Group của BGI. Không có chia sẻ đấy á. Không phải. Alo. Hả hàng gì á? Vâng. Hàng nguồn. Cái Super Monkey đéo gì ấy. Hôm nhập tên ấy, xong đo cái nó trông. Mẹ em được hai hòm. Hẳn hai hòm luôn. Hai cái áo hút đi. Thế nhập gì? Nhập. Dạ. Đi đổ đồ đấy, ai đổ đồ đấy. Biến ra. Nhỏ. Đéo ok. Hello. Có phải làm không? Gái chúng mày ơi. Hello. Gái. Bạn xem đây. Thính kìa, thính kìa. Thính kìa. Where you from? Của em đâu? Việt Nam. Vãi cả gái. Mấy chưa. Việt Nam đây bà ơi. Thính đấy chúng mày. Đang nhảy à? Tôi đang nhảy à? Thính đấy chúng mày chạy tha. Em ơi cho Linh Play ở đua đi em ơi. Em ơi cho Linh Play ở đua đi. À, không nhảy à? Không nhảy anh. Nhảy kho luôn hay sao? Kho luôn. Tao đã bảo cho mày bao nhiêu lần rồi, nhảy phải gọi chứ. Anh cứ bảo play đua đéo thì lại thuê gái thì chị đang hỏi con kia nó có play đua không, thuê chơi không được à? Mày không cho tao dê gái à? Được. Địt mẹ đang định ra nhảy ở ngoài thì địt mẹ có một thằng ở ngoài luôn.
Tí nữa tao mà gặp con đấy tao mà nốc thì nó mà bảo em anh cứ tha cho em là tao tha luôn. Quá là hồn. Mẹ với điều kiện thì mẹ phải đọc số điện thoại gọi được. Anh ơi, có thằng ngoài này. Bố mày đã có súng đéo đâu, địt con mẹ. Tao cứu á. Nó cả nhà đó. Hello. Up top, real man. Ôi rồi, đúng mới xong luôn. Để đứng có chấm. À, no. À, đừng. Ờ, ấy giết Luân giết thằng kia à? Nào ấy? Giết thằng ấy ấy. Ơ thằng kia sao chết rồi? Thề bị tên nó qua công, em bắn được thằng rồi. Đi. Gạt nó, đúng rồi, gạt cái Nam đi. Gạt đi, trời nó cũng gạt. Trời ơi. Còn lợn nó ở trên nhà ấy. Nó trên nhà là hướng này này. Cứu được, cứu được. Ép vào tường, cứu. Ờ thấy rồi. Nó cũng gạt vậy. Còn mẹ nó. Bắn khẩu gì nhỉ, thằng lợn. Là bắn một viên đạn ông. Đam đéo đã có giáp. Đấy, đó nhà hai tầng đấy, đối diện ờ. Công thấy, thấy này. Anh hơn tay chạy lên kê, rồi. Kê có tường đấy. Thằng đấy để anh, đi con mày. Ui gì mẹ, cẩn thận đằng sau nó bắn. Nó bắn dậy, đưa mẹ bao giờ. Ngoài bờ biển cũng có người á. Ừ, ngoài bờ biển có một thằng đấy. Địt mẹ làm mùi mày nhá. Địt mẹ mình toàn làm mồi thế vãi lồn. Còn thằng bên này nữa. Làm mùi, làm mùi. Thằng ấy chết luôn à? À, đưa ông ấy chết luôn. Đưa để cho anh cùng máu nhá. Cái gì? Mày gạt luôn, nghe. gạt luôn, sao nó không gạt? Sao nó không gạt, sao gạt đi. Thầy đáp ừ đúng rồi, gạt đi, đúng rồi, gạt đi. Ông Nam đi ra, gạt đi, chở sao nó không gạt. Ôi nó gạt rồi, hay lắm. Ok, hay lắm, hay lắm. Gạt rồi, hay lắm. Hai tay mà. Hay lắm, nó gạt rồi. Chơi luôn, địt mẹ, mày đéo cần máu nữa. Hay lắm, mình được chơi game rồi. Mất cái nối con địt mẹ. Thế đấy, hello nào. Từ anh ơi. Ngủ mẹ mắt rồi. Địt mẹ, nó tự nhiên mất kết nối. Hay quá. May quá, mình đúng lúc hết đạn. Xin giết được. Nhảy bị khai thằng. Từ tải sau sau booster về đã. Địt mẹ nó nhỏ lâu nữa. Tắt bớt lại bên đang bắn không kịp nối nữa, mất kết nối số rất nhỏ. Tại là hai kênh lúc máy hơi hello